khi ở trên bếp nóng thì chúng ta sẽ cuốn nó lại luôn các bạn nha. Mình sẽ cắt cái phần bánh này ra các bạn này. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái còn lại các bạn. Rồi xong các bạn nha, bây giờ thì mình sẽ trang trí nó một tí này. Đây, như vậy thì mình đã hoàn thành xong, đây là món bánh cuốn này các bạn. Đấy, rất là đơn giản đúng không, nhưng mà đã có được một món bánh cuốn rất là ngon rồi này.
Chúc các bạn thành công nhé. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Dễ đâu bộ. Hello, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm món bánh nếp nhân đậu các bạn. Ở đây thì mình sẽ làm món bánh nếp nhân đậu. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một ít bột nếp và bột mì sẽ làm cái món bánh này nhé. Rồi mình sẽ bỏ một ít bột nếp này. Đậu ở đây mình sử dụng ở đây là đậu xanh các bạn nhé. Đối với cái món bánh này thì chúng ta sẽ là pha với nước ấm các bạn.